Và giờ đây ta sẽ thiết kế ra một cái form liên hệ, được chưa? Thì giờ đây là ta sẽ chơi cái hôm trước là ta sẽ gửi dữ liệu từ controller sang view, đúng chưa? Có 3 cách gửi mà ta đã sử dụng. Một là view bed, hai là view data, ba là view gì? À, xin lỗi, ba là model, đúng không? Có 3 trường hợp đó. Vậy giờ ha, ta sẽ làm cái vấn đề ngược lại, có nghĩa là trên form ở đây ta nhập dữ liệu và ta ấn một ấn thì nó sẽ chạy qua controller, được chưa? Vậy thứ nhất tôi sẽ thiết kế form, và thiết kế form thì ta phải dựa vào cái cơ sở liệu ta thiết kế cho nó hợp lý. Cái form liên hệ thì ta cần những thông tin gì liên hệ, được chưa? Đây, cơ sở liệu của chúng ta, bảng, và khi bảng là bảng liên hệ, mở phần edit ra để ta coi edit hoặc là nó không được. Nào, một là full name, hai là email, ba là số điện thoại, bốn là tiêu đề, năm là nội dung. Còn cái thằng là ngày tạo, tạo lúc nào, người sửa, sửa lúc nào, và trạng thái này là ta sẽ tự lấy vào. Được chưa? Ta tự lấy vào. Do vậy ở đây ta sẽ làm cái này, thiết kế ra. Thiết kế ra thì ở đây các bạn sử dụng form. Thì ở đây các bạn dùng, nhớ là cái này muốn tọt chính giữa thì ta phải dùng deep class container để cho nó tọt chính giữa này, được chưa? Rồi tiếp tục. Ở đây ta sẽ định ra những cái deep class form group, form group để nó gom nhóm lại thôi. Và ở đây ta sẽ có một cái nhãn tên gì đó, ok. Và ở dưới này ta sẽ có một cái thẻ input. Thiết kế đó, từ từ ta sẽ nói chuyện cái form thì ta có thể form input, name của nó là gì, kiểu nó là gì, test chẳng hạn đấy ha, và CSS cho thằng này là form control. Và ta chạy lại và ta chạy nó ra cái gì đây nha. Đấy, ra được cái này, được chưa? Và ta ghi trừ là thế này, ta theo cái đó là người họ tên. Vậy thứ nhất là họ tên. Thì họ tên ta đặt cái này là full gì? Nhanh rồi. Đây. Đi làm rồi ha. Do vậy ở đây ta đặt là full name thì là được thông tin thứ nhất, rồi tôi copy thứ hai, xuống. Thứ hai là gì nhỉ? Email. Ta còn 5 thông tin để điền vào. Email đó ta đặt là tên trường là email. Được chưa? Thiết kế form bình thường thôi. Rồi thứ ba là gì? Điện thoại thì ở đây tôi đặt tên trùng tên với tên trường trong cơ sở liệu để ta dễ kiểm soát. Tên gì đó, nhớ là thường là người ta sẽ đặt cái này nó dễ biết hơn. TT là gì? Là test bot đó, được chưa? Mà thôi ta cứ đặt trùng tên với bên kia cho nó dễ. Điện thoại, rồi ok. Tiếp tục xuống gì? Tiêu đề, đúng không? Tiêu đề liên hệ. Và tôi đặt đây là title, được chưa? Còn cái thằng cuối cùng là gì? Là chi tiết, liên hệ, hay là ta ghi nội dung đi. Và tất nhiên cái giao diện của cái này tôi chỉ nhắm vào một mục đích là cái form liên hệ đấy nhá. Còn khi các bạn làm thực tế thì các bạn phải để thêm thông tin nữa, hiểu chưa? Số điện thoại rồi gì đó ha. Ở đây tôi chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất là ở như là form thôi. Ở đây tôi sử dụng cái đối tượng này thay cho thằng này. Đây. Và thằng này thì nó có thể đóng và thể mở. Đấy. Và tôi đặt ở đây là nội dung thì ghi nội dung. Ok. Bye bye. Rồi ha. Và tất nhiên cuối cùng ta phải có một cái form nữa đúng không? À, cái nút ấn á, nút ấn á. Vậy ở đây ta sẽ có cái nút ấn cuối cùng thì nút này, bút tầm. Được chưa? Ta dùng cái này cũng được. Class btn sm là cho size nhỏ lại. Btn ở đây là set là kiểu của nó. Ok. Và đây tôi đặt là gửi liên hệ, gửi đi. Ok. Và tên cái này tôi đặt là name của nó là tôi đặt là gửi đi, gửi ha. Và kiểu của thằng này là submit, không phải là reset nha. Submit là nút mà khi ta ấn một ấn nó gửi dữ liệu lên, thấy chưa? Vậy cái form của chúng ta là như thế này này. Ôi trời, nó nằm sát quá. Thế thì ở trên này ta sẽ là đền đưa cái gì vào đây này, thẻ H1 ý chẳng hạn, H3 đi. Thông tin lên gì? Liên hệ. Và ở chỗ này tôi muốn cho nó hở ở trên và dưới ra, margin y 3, trên và dưới hở ra, margin y. Y là theo trục gì? Trục đứng. Còn x là trục ngang. Nó hở ra chút xíu để nó khỏi nằm sát thế nên xấu này nha. Rồi. Vậy giờ ta sẽ quay về cái slide. Khi ta ấn vào cái nút này nó sẽ gửi dữ liệu gì? Đi. Và tất nhiên cái này là ta phải đụng đến form rồi đúng không? Ta phải đụng đến form rồi. Vậy ta quay về slide một chút xíu, ta vào cái mục result á, dưới này này, để ta coi thử là cách để tạo cái form trong này ta tạo như thế nào. Phần view nhá, một tí nữa ta quay trên lên nói chuyện đó sau. Đó đây à. Đây. Được chưa? Đây. Thì ở đây ta chỉ dùng a using html.begin thôi, begin form. Vậy ở trên này ta ghi a u gì? Đúng không? Đi nè, quên nói. Vừa mở mà quên luôn. Mở ngoặc này. Rồi đến đây này. Rồi cái này đóng cái này dưới này. Đấy, đóng lại. Đấy. Ở trong này ta sẽ gì? HTML này chấm begin form. Được chưa? Và trong này chú ý nó vẫn còn nhiều tham số khác này. Ví dụ method là gì? Form method thì chấm gì? Bot hay là get? Ta thử get cái nhá. Thử get coi. Get coi. Ok. Rồi build nó lại này. Hoặc là các bạn có thể tạo form bình thường được. Form nó chạy đến đâu thôi. cũng được, không quan tâm lắm đâu. Đó. Đấy, giờ ta ấn thử nhá, ấn thử cái này. Ấn là nó không chạy đi đâu hết đúng không? Tại vì nó gửi đến chính gì hết, chính nó đúng không? View suộc lên cái, view suộc lên, view suộc lên. Ta thấy cái thẻ form chưa? Thẻ form á, ta tìm cái chỗ nào mà nó có thẻ form á, đây. Wow. Thẻ form này vẫn là thẻ gì? Boss rồi. Nên là nhớ là tôi chọn get mà. Không được luôn hả? Ở đây nó vẫn là phương thức boss này. Ok, rồi đổi lại cái này đi, không biết sao mà nó không được. Rồi, và các bạn để ý một vấn đề này, view suộc này lên, cái thằng nào là thằng sẽ, thằng nào thằng sẽ, là thằng sẽ lấy cái này, thằng nào là thằng lấy ra dữ liệu, chỗ nào là chỗ lấy ra dữ liệu. Thường thường ta ấn thì nó sẽ có cái thuộc tính gì nhỉ? Action đúng không? Action là nơi liên hệ. Vậy vừa rồi tôi ấn là nó chạy đến chính nó, được chưa? Vậy tôi muốn chạy đến một thằng khác thì sao? Và cùng nói luôn này, nếu như các bạn mà không hiểu được cách làm thì tôi chỉ cho một cách làm, mà từ đó ta tư duy ra được cái cách mà ta đang làm việc ở đây. Và tạm thời tôi sẽ tạo một controller là tên là xin lỗi mình làm hơi tầm 7 đấy nha. Ta đã thống nhất với nhau là trang người dùng là vậy là chữ gì? Liên hệ đúng không? Tiếng Việt mà tự nhiên giờ gút tiếng Anh rồi, con tắc này thấy chưa? Rồi tạm thời thế này đi, tạm thời ta sẽ tạo ra một cái controller có tên là contact. Bình thường là ta ấn vào cái này đúng không? Đúng chưa? Vậy ta chọn cái thứ ba từ trên xuống. Cái thứ ba này nó sẽ tạo ra cái cách của một cái cấu trúc là thêm xóa sửa view đủ thứ. Lần sau này làm trang quản trị là ta làm y chang vậy á. Rồi đây, ta ấn add cái thì nó ra chỗ này, thì ta chọn model thì đây ta chọn class tương ứng với ta đang làm. Đó là class tên là mcontact, được chưa? Rồi xuống đây db content là cái mà ta đang làm việc dài nhất á, là cái này là shop quần áo db content á, cái này đúng rồi. Và layout thì ta chọn layout này luôn, và nó sẽ tạo ra controller tên là gì đây? Và controller tôi muốn là nó sẽ sinh ra là gì? Liên hệ. Ok ha. Rồi add cái này, chờ chút xíu nó sẽ sinh ra đúng ra này. Này, thứ nhất là nó view này, cái này là view này, nó đẩy danh sách ra này. Cái thứ hai á là chi tiết này. Cái thứ ba là tạo này. Thì ta vừa rồi mới làm ở chỗ này ra này, đúng chưa? Khi ta ấn một ấn thì nó sẽ lấy dữ liệu ra, và nó lấy dữ liệu ra là đây. Đây là nơi lấy dữ liệu ra, được chưa? Vậy ta sẽ chạy cái này sang nha, chạy cái này sang thôi. Go view. Ở đây các bạn thấy nó chỉ là đưa chữ HTML begin thôi, không cần đưa gì hết, đúng không? Ok. Rồi, ta quay về bài của chúng ta. Vậy khi mà ta ấn vào nút submit thì nó cũng chạy đến cái này, nhưng với một điều kiện. Ở trên này các bạn phải khai báo cho nó một cái HTTP bot, được chưa? Bot. Sao nó trùng tên không cho luôn hả? Đúng rồi, trùng tên không cho là đúng rồi đó. Và ở đây ta phải đưa vào các cái tham số đó vào. Và trong slide thì người ta có đặt ra một số vấn đề liên quan đến tham số ở đây. Trong slide này, giờ ta sẽ đụng đến cái thằng này, tham số đây. Đó, ta sẽ lấy tham số ở đây, được chưa? Thế mà cái cách làm đó là cách làm của Moodle. Giờ ta sẽ làm theo slide đây trước nha. Có nghĩa là giờ form ta sẽ chỉ định cái nơi nhận, được không? Còn cái cách đó là cách, người ta gọi là cách Moodle. Tôi mở cho các bạn coi này, mở thằng này này. Các bạn thấy ở bên cái tàu nó có khai báo cái này đúng không? Đúng chưa? Khi ấn sang bên này thì nó sẽ lấy cái đối tượng này này. Nó lấy đối tượng này thì đối tượng đó được đưa vào đây này. Và trên thực tế thì ta chỉ cần thế này thôi. Đây các bạn thấy nó lấy đối tượng không? Nó lấy đối tượng đấy chưa? Vậy tham số truyền vào khác đi. Và trong ngôn ngữ lập trình C#, hai hàm mà trùng tên được, đúng không? Nhưng bắt buộc phải là tham số ở trong này phải khác nhau. Và đây là có tham, không có tham số, còn đây là gì? Có tham số. Còn bài của mình thì giờ không làm được, nguyên nhân là giờ ta đưa tham số, đây là đưa tham số gì? Được chưa? Vậy ta tiếp cận từ từ nhé. Tiếp cận từ từ thì ở đây tôi nói luôn này, cái bài của chúng ta ở đây ta không dùng cách này, mà ta sẽ dùng cái cách form bình thường cho nó dễ hiểu. Vậy form bình thường là sao? Form tên là gì đó, form 1 đi ha, được chưa? Action là ta muốn action đến đâu, method là method gì, được chưa? Bot ha, được chưa? Vậy cái này đóng lại, và form thì ta đóng lại cái này. Ok, do vậy đây là một cái form bình thường thôi, đúng không? Và action tôi muốn nhận, là liên hệ, đúng không nhỉ? Hay là gì? Contact, đúng chưa? Rồi chạy đến gì nào? Mà nhớ ở chỗ này ta phải đưa cái này nha, đưa cái dấu này này. Có nghĩa là nó đi từ thư mục góc và nó đi vào contact. Contact này là tương đương với cái gì? Controller, được chưa? Và giờ ta muốn chạy đến cái hàm lấy thông tin, được không? Vậy cái lấy thông tin là cái này, lấy thông tin là cái này, được chưa? Đó. Do vậy ở đây ta đang đứng ở slide thứ 2 đây. Slide này ta tạo ra một cái form y chang này. Tí nữa tôi sẽ nói cái cách truy vấn của thằng này nhé. Được chưa? Rồi giờ ta sẽ nói cái cách lấy dữ liệu của thằng này. Vậy khi ta có một form như này, ta ấn vào nút submit thì nó sẽ chạy đến cái chỗ là lấy dữ liệu, đúng không? Rồi ta chỉ thử coi nó chạy đến chưa ở cái này. Chỉ thử coi nó đến chưa ở cái này. Ok. Rồi quay về này. Cho view. Để cho nó chạy đến được rồi ta mới chuyển sao. Ok. Cái trừ lấy dữ liệu ta có cần khai báo không? Khai báo đường link không? Không, nguyên nhân là ta chạy thông qua controller, thông qua gì? Action. Và trước kia nếu như mà ta muốn y chang như vậy thì ta không cần ha. Vậy giờ ta ấn này, ấn cái gì đó này. Đúng, nó chạy đến chưa? Nó chạy đến rồi, nhưng cây này mà hiển thị thì phải có gì? Muốn hiển thị thì phải có gì? View. Muốn hiển thị thì có view. Tại vì ở đây tôi có return gì? Return view mà, đúng chưa? Vậy theo các bạn thì bài này có return view được không? Rồi tạm thời chưa quan tâm nhé, được chưa? Chưa quan tâm thì tạm thời ta add view đi, khỏi nó bị lồi này, khỏi bị lồi thôi. Add view này, khỏi bị lồi thôi. Còn cái vấn đề đó tôi chưa quan tâm lắm. Rồi có view chưa? Rồi ta view lại này. Vậy khi đứng bên này này, đứng bên này này, rồi tôi gò dữ liệu gì đây này, tôi gò dữ liệu gì đây này. Ok, nó chưa quan tâm dữ liệu gì hết và ta ấn nút gửi này, nó chạy qua đây để lấy thông tin này. Được chưa? Và giờ ta lấy thử cái lấy được chưa nhá. Vậy ta sẽ dùng cái cách lấy như sau. Cách lấy như sau, đó là ta sử dụng cách lấy thứ nhất. Được chưa? Ta sử dụng cách lấy thứ nhất, request nhá. Được chưa? Rồi giờ đó ta sẽ học cách lấy dữ liệu á, là ta sẽ dùng cách lấy dữ liệu request. Vậy để lấy dữ liệu request, đây ở trên kia là phần mô tả, phần hướng dẫn thôi. Muốn lấy dữ liệu request thì các bạn chỉ cần là request tham số thôi. Được chưa? Vậy tham số đó là ví dụ đây, username password đó. Đó, ví dụ như thằng này là username và password. Còn bài của chúng ta là cái gì? Full name, họ tên, full name, email, số điện thoại gì đó, có mấy trường? 5 đúng không? Vậy ta sẽ lấy 5 trường đó ra nhé. Rồi ta sẽ lấy 5 trường đó ra này. Và đến đây ta lấy này, để ta học cái nội dung này thôi. Rồi ta sẽ tạo ra một cái chuỗi nhá. Ta sẽ tạo ra một cái chuỗi này. Thông tin đi, thông tin ban đầu bằng rộng này. Vậy ta lấy ra là ta lấy gì? Thông tin này sẽ bằng, lấy thông tin thứ nhất nhá, lấy thông tin thứ nhất sẽ cộng bằng, cộng bằng là gọi là nối chuỗi thôi ha. Được chưa? Rồi request mở ngoặc đúng không? Rồi ở đây ta đưa vào string key. String key là cái gì? String key là cái này. Được chưa? Và form á, là phải duy nhất cái này, không được trùng tên. Nếu trùng tên thì nó chỉ lấy được một cái thôi. Rồi ta lấy cái này. Được chưa? Rồi để hiển thị các thứ ta lấy được cái chưa nhá. Tôi sẽ truyền sang view tới hiển thị nhá. View gì? Thông tin bằng thông tin. Đấy. Vậy tôi in cái thông tin này ra ở bên này. Bên này. Xin lỗi, bên này. Ok. Thông tin lấy ra a còng view. Ta đã lấy được chưa? Cái này ta chuyển đưa vào cơ sở liệu sau này. Được chưa? Rồi cái này này, cái này này, build chưa nhỉ? Build rồi. Rồi ấn lại này. Wow, nông ra. Ấn vào liên hệ đi, quay về liên hệ đi ha. Quay về liên hệ này. Cái này test cũng hơi cực á. Rồi gò gì đây? Thò gì đó. Ok, mail. Rồi đại loại là như thế đi. Ấn nút cái nông ra. Nông ra view bed. Bên này lấy thông tin. Thông tin truyền qua. Vậy thông tin này chưa lấy được là full name. Ok, quay lại. Rồi thử lại nha. Đây là tham số thì cái đó là đưa đúng rồi. Giờ tôi sẽ thêm cái trường hợp này coi. Form nữa. Và tạm thời tôi sẽ cộng với một cái trừ gì đó đi. Cộng cái trừ trước đi để nó ra cái trừ. Còn nội dung đằng sau thì để tôi kiểm soát sau thôi. Họ tên. Ok. Chết cha rồi, hình như tôi làm tầm 7 rồi. Bên này đúng rồi mà. Ta thống nhất nha. Full name ta viết hoa cái chữ đầu nha. Nha, điêu nó lại. Rồi, quay về form liên hệ này. Load lại trang. Rồi, hồ riêng lời này. Ok, mấy cái này nó chưa quan tâm thì tôi tạm thời tôi gò tầm 7 tầm 3 gì đây đi ha. Ấn nút gửi cái này. Nó lấy ra được kiểu hồ riêng lời ra. À, ok. Vậy, đối với trường hợp form lấy dữ liệu trên form thì các bạn thấy thế này. Còn hai cái này á thì ta lấy dữ liệu trên này này. Không phải không đúng đâu, mà ta lấy dữ liệu trên này, trường hợp cái này này. Được chưa? Nó lấy dữ liệu trên từng link trên đó. Đó, nó có gọi là query hoặc là query string. Nhớ nha, nó lấy trên đó. Vậy cách thứ nhất đó là ta sẽ dùng cái cách này để lấy dữ liệu này. Được chưa? Cách thứ nhất là ta sẽ sử dụng cái này để lấy dữ liệu. Cách thứ hai ta sẽ lấy cái này. Dữ liệu là form connection. Được chưa? Vậy ta lăn chuột xuống coi thử người ta nói là form connection ở trong này ta lấy bằng cách gì. Đây các bạn, nơi mà ta lấy dữ liệu á, ta khai báo là form connection với một cái tên gì đó và ta lấy thông qua tên đó. Được chưa? Đây, cái cách này lấy hay hơn không nhá. Thử này, ở chỗ này tôi sẽ đặt ra một cái form connection tên là dữ liệu. Vậy tôi muốn lấy dữ liệu thì tôi chỉ cần thông qua cái này tôi lấy rồi. Được chưa? Dữ liệu chấm cái này. Cái này. Được chưa? Dữ liệu. Và tên bên kia, bên thiết kế. Rồi tôi trở lại này. Build cái này trở lại này. Rồi. Build xong này nhá. Và ta quay về cái phần liên hệ này. Ta F5 để cho nó load lại trang. Làm cái này nó cực. Cứ khi trầu là mỗi lần mình làm cái gì đó vậy, build nó lại, mình nhập lại dữ liệu chứ nó không nhận. Đây ví dụ tôi nhập hồ trên lời này. Ok, tôi gọi tầm 7 gì đó này. Ok, ấn nút gì gửi này. Nó lấy ra được kiểu hồ trên lời không? Đây. Tôi quay về tôi đặt tên khác đi, không nhiều lúc các bạn nói là chỉ được cái trừ đó thôi. Lời này, lồ này, lời này, gửi này. Được chưa? Vậy nó lấy được dữ liệu. Vậy ta có hai cách để lấy dữ liệu. Cái này thôi ta đừng có học nhiều cách, ta chỉ học cách phổ biến thôi nhá. Một là ta sẽ sử dụng là cái gì nhỉ? Request form, đúng không? Hai là ta sẽ sử dụng gì? Form connection. Và cách thứ ba là ta sử dụng mút đồ. Và tôi nói luôn là mút đồ, nhưng riêng cái bài của tôi làm này dùng mút đồ không được. Được chưa? Rồi, tại sao làm không được thì ta sẽ nói chuyện sau này. Thì giờ đấy ta sẽ dùng dạng tiếp theo là cái dạng mút đồ. Còn phần là đối số action ta bỏ đi nhá. Đối số là cái mà ta đưa sau cái chữ action là dấu hỏi gì á, đó là đối số. Này ta sử dụng dạng mút đồ nhá. Vậy ta quay về cái trường hợp này, ta học cái cách mà mặc định của thằng Visual này nó tự tạo nhá. Rồi, đây ta học cách thằng này này. Thứ nhất, đây là cái for ở cái index. Cái này thì tương ứng với cái index của mình thôi, đúng không? Chú ý cái này là tương ứng với cái index của tôi đấy, bên này thôi này, không có gì khác hết đây, nó y chang vậy. Mục đích của nó để làm gì? Để khi chạy lên nó loạt ra cái form thôi, đó thôi. Khi ta ấn nút một ấn, khi ta ấn nút một ấn này, khi ta ấn nút ở trên form thì nó sẽ chạy đến đây, chạy đến đây. Và đã làm việc với cái này thì ta phải xử lý ràng buộc, được chưa? Có nghĩa là người ta nhập ô đó bắt buộc phải nhập, mà mình không nhập là báo lỗi, hiểu vấn đề chưa? Không nhập là báo lỗi. Vậy ở đây thì đối tượng là model state chấm isva đó, value đó, thì cái này nếu như mà tồn tại lỗi thì nó không đi vào đây đâu, có nghĩa là cái việc đúng thì nó đi vào đây, còn sai thì tôi gọi view lại luôn, yeah. Gọi view lại và nó truyền dữ liệu sang view để nó biết được là lỗi gì, được chưa nào? Đó, vậy tại sao hai thằng này trùng tên? Các bạn thấy nó trùng tên không? Nguyên nhân là nếu trùng tên thì thằng này nó cũng gọi là cái view đúng như cái view đó, thế thôi, được chưa? Vậy ở đây thứ nhất nha, khi ta chạy lên ở đây thì bên này nó phải khai báo một đồ cái này, bên này khai báo một đồ cái này, được chưa? Và một đồ này làm nhiệm vụ gửi dữ liệu sang cho thằng ý, controller, mà nó gửi một màu tin hay nó gửi nhiều màu tin? Một thôi. Tại cái form á, khi thêm dữ liệu trong cơ sở liệu thì cái form thường chỉ là thêm trong một màu tin thôi, được chưa? Đó, phải dữ liệu và cái form cũng là một màu tin thôi, hiểu vấn đề chưa? Do vậy ở đây các bạn khai báo một màu tin thì ở đây ta sẽ shop quần áo, cái này ta đùng nhiều rồi đúng không? Cái này có gì khác nữa không? Đấy, ở đây ta làm với con nhí, con tắc, ok, được chưa? Và quay về cái trường hợp này, ta cho nó mặc định đi, đừng có làm cái này cho nó rắc rối là gì nhỉ? Yêu sinh nhí, cách ra gì nữa? Buồn nhỉ, mới đây mà giờ không nhớ rồi. Thôi trong này luôn đi, trong này nó có này, đến cái phần connection này này, đây đối số là đây này, ok, rồi đây một đồ đây nó không có form luôn, đã kể nó đi, ta chỉ quan tâm đến chỗ này thôi. Rồi đây đây chứ, đúng không? Yêu sinh nhà mở ngoặc ra, vậy mà không nhớ, mở ngoặc ra HTML chấm nhí begin form, đóng ngoặc lại ha. Và cái này ta chỉ cần là gì? Được chưa? Thấy chưa? Đó là vấn đề thứ nhất. Vậy tiếp theo này, cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Rồi tiếp tục ở đây các bạn chỉ cần quan tâm đến đây này, cái này là để báo lỗi này, validate summer nó báo lỗi, nó để là nếu như bị lỗi thì nó sẽ báo lỗi, được chưa? Đấy. Vậy ta sẽ phải đưa cái này vào để khi làm nó báo lỗi gì để ta biết, được chưa? Đó, vậy cái này ta bị bê vào này. Đấy. Rồi. Đó, vậy cái này ta để trong form nhá, để trong form. Vậy ở đây ta sẽ để cái này trong form nhá. Tôi sẽ để báo lỗi đó đi, đồng tí là ta mới chuyển sao báo lỗi đây đi. sau cái trừ đó. Ok, còn cái này là sao? Cái này chỉ là CSS của báo lồi thôi. Khi báo lồi thì cái class của nó là gì? Test dangerous là báo màu đỏ, trừ nó sẽ gì? Màu đỏ thôi ha. Rồi giờ bắt đầu ta xuống này, xuống tiếp theo này. Tiếp theo, cái này là tên trường trong cơ sở dữ liệu thôi. Tên trường mà thiết kế của mình thì tên trường nó có rồi. Là cái này này, cái chữ dòng này này, dòng nhạt á, cái này người ta gọi là nhạt á, thì tương ứng với cái chữ này này. Mà chữ này mình có chưa? Thấy có chưa? Chữ này mình có chưa? Có rồi. Do vậy cái người ta từ gò hay là ta lấy từ đó ta bay từ gò nhá. Rồi vậy ta chỉ còn là hai cái thông tin nữa thôi, là cái này và chủ yếu là cái này thôi. Chủ yếu là cái này này, chủ yếu là cái này. Còn cái giới á, cái giới này chỉ là cái báo lồi cho trường này thôi, báo lồi cho trường này thôi. Vậy ta sẽ copy hai cái này, là nó vừa thay thế cái này luôn nhá, chú ý là thay thế cái này nhá, được chưa? Vậy cái này các bạn hiểu này, là đây nó sẽ, đây là cách mà nó lấy dữ liệu nó đổ vào một đồ để nó đẩy sang bên kia. Khi các bạn nhập gì tên cái đối tượng này thì nó sẽ lấy nó đưa vào một đồ. Khi ta ấn vào nút shopping một cái thì nó gửi một đồ sang nhí Ctrl L, nó gửi dữ liệu sang Ctrl L. Có nghĩa là trên này các bạn thấy nó ta khai báo này, thấy nhá. Vậy cây này khi mà ta chạy này, ta build lên nghe F5 này, này để nó chạy có thực ra một cái y chang như thế này không? Đây là nó chuyển sao? Có ra y chang không? Đấy chưa? Vậy khi ta gò dữ liệu ở đây này thì dữ liệu đó được truyền vào một đồ. Khi ta ấn nút shopping cái là dữ liệu nó đẩy sang và cái thằng bên này sẽ nhận lại. Cái thằng bên này sẽ nhận lại này. Thằng này sẽ nhận lại. Vậy ở đây ta sẽ chơi cái này trùng tên, đúng không? Và cái này là thằng nhận lại này. M contact, M contact không ra nhỉ? Contact M contact là thằng nào? Thằng này mà. Ở đây yêu sinh gì? À chưa yêu sinh, xin lỗi. Yêu sinh gì? Shop quần áo chấm một đồ. Ok ha. Bây giờ đây nhìn thấy chưa? Ok. Rồi. Ở đây ta sử dụng if này. If gì? Stay một đồ đúng không? Stay một đồ, stay hả? À một đồ stay chấm is. Đi vào đây có nghĩa là dữ liệu nhập trên form đúng này. Dữ liệu nhập trên form đúng này. Dữ liệu nhập đúng này. Đi vào đây là dữ liệu nhập đúng này. Còn đi sang đây là dữ liệu nhập sai này. Được chưa? Đi đây là dữ liệu, đi vào đây là nhập đúng, còn đi vào đây là nhập sai. Ok. Và ta build nó lại coi nhá. Build nó lại này. Và trường hợp này là sai là cái gì nhỉ? Sai là cái gì? Sai là cái gì đây? Tên là bắt buộc phải gì? Tên là bắt buộc phải có đúng không? Được chưa? Vậy ta chạy lại ứng dụng coi nhá. Chạy lại ứng dụng này, nó sẽ xử lý ràng buộc cho chúng ta. Do vậy tốt nhất là phải làm bằng cách này. Và trên thực tế mà mấy lần mà mấy đứa mà làm đồ án á, là tôi không yêu cầu từ viết như thế này đâu, tôi chỉ ràng ra để hiểu thôi. Còn tôi yêu cầu thiết kế giống như thế này tôi làm á, và những cái gì mà dư ta vứt, những cái gì cần để lại thì ta để lại, hiểu vấn đề à? Chứ ta không ngồi đi cốt thế này đâu, mất thời gian, hiểu vấn đề gì? Có nghĩa là tôi làm y chang như vừa rồi á, mà cái gì dư tôi vứt. Trong cơ sở liệu có bao nhiêu trường mà dư cái gì nhỉ? Tôi mở ra các bạn coi nhé, đây này, dư đây này, dư đây. Cái này là ta đặt là trừ liên hệ đúng không? Enter này. Trừ liên hệ là trừ bậc đỉnh của nó. Ô chết cha. Liên hệ controller mà. Liên hệ đấy. Liên hệ và gì? Index đi. Được chưa? Đây nhìn này. Cái form mà rồi ta làm á là form thêm, có nghĩa là nó tương đương với cái này này. Đấy. Vậy khi làm là ta làm ra y chang như thế này. Được chưa? Bây giờ tôi mới hỏi là trong số thì cái này cái gì không nhọc mà ta phải tự lấy, vậy cái đó ta sẽ bỏ đi khỏi cái form, được thôi, làm đơn nhanh hơn không? Được chưa? Vậy trong bài này ta sẽ bỏ đi mấy cái này, được chưa nào? Và một tí nữa tôi sẽ nói luôn là trạng thái của tôi là bắt buộc phải có này, mà trong form thì không bắt buộc phải có này, đúng không? Vậy một tí nữa chạy không bao giờ qua được cái ngược này đâu này, muốn thêm là bắt buộc phải có này. Được chưa? Rồi tiếp tục ta xử lý ràng buộc cho thằng thứ hai được không? Bài của chúng ta có mấy cái à? Quay về bài của chúng ta thì bài của chúng ta là nó có 5 cái đúng không? Mấy cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai email, email này có bắt buộc phải có không? Coi nào, coi cái thiết kế đó, thiết kế đây, email có nói gì không? Do vậy trên thực tế email này là phải bắt buộc phải có nha, đúng nhá. Vậy thiết kế của mình có vấn đề chưa? Thiết kế của mình có vấn đề chưa? Đấy, do vậy hôm trước tôi chỉ đốt phiến để các bạn hiểu thôi. Do vậy thiết kế chúng ta có vấn đề và cây này lại có vấn đề tiếp, đúng nhá. Cây này là không bắt buộc phải có này. Nhưng giờ sửa đây không sửa được đâu. Sửa đây thì các bạn phải qua bên database các bạn sửa tiếp nữa. Đúng chưa nào? Chứ sửa đây không có sửa được. Vậy tạm thời ta cứ để nguyên cái đã nhá. Ok. Vậy cây này là để báo lỗi chung chung thôi, mà giờ nó có báo không? Không. Rồi tiếp tục. Cái này ta copy xuống. Cái này ta copy xuống cho thằng này. Và thằng này là email. Vậy ở đây ta sẽ đổi lại là email thôi. Nó hiểu tên trường đó là gì. Và nó sẽ báo lỗi là email thôi. Được chưa? Nếu có. Tiếp tục xuống đây ta sẽ có gì? Số điện thoại. Ở đây ta sẽ có tiêu đề. Và ở đây tư duy lại một chút xíu. Tại sao vậy tư duy lại? Trong số những thằng kia đó là test bot là ô nhập liều, còn thằng này là nhập nhiều dòng. Vậy cái thằng này nó khác đi không này? Được chưa? Muốn biết nó khác đi hay không ta phải coi lại cái thằng này. Form đó. Hình như ở trong này là không có rồi. Trong này ít lắm. Rồi ta sửa lại một chút xíu này. Xong rồi mail này. Giờ đến đây chỗ này là điện thoại là phone này. Đấy, ta không từ gò nhá. Gò nó gợi ý phone này, được chưa? Vào đây ta sẽ kiểm tra gì? Tiêu đề này. Vào đây ta sẽ kiểm tra tiêu đề này. Đấy. Còn xuống đây thì ta kiểm tra gì? detail. Và đây ta kiểm tra detail. Và quan tâm là cái này là editor là chỉ nhập một dòng thôi, còn giờ đây ta là gì? Đây, gòn lại đây, chấm gì? Test. Vậy tiếp tục về các bạn phải tìm hiểu là sự khác nhau của những thằng không có form với thằng có form. Từ trên đến dưới nó có form. Đây này có form. Đây. Editor form mà. Vậy cái này. Được chưa? Ta build lại này. Ta chạy này đúng ra y chang như vậy không? Cây này đây ta nói chuyện sao này. Thằng này phải là nhiều dòng này nhá. Cháu phải copy mà nó ra như thế đâu. Và chạy này. Nó dính gì? Cái này ta để rồi, xóa cái thằng trên đi. Thằng này. Xóa thằng trên là xóa thằng này, ok ha. Rồi. Rồi chạy lại cái nó ra không đây nè. Nó ra, những vấn đề gì xảy ra? Khi ấn vào đây chỉ có một thằng bị lồi thôi nhá. Thằng trên cùng thôi nhá. Tại vì mấy cái thằng kia ta có bắt buộc phải có không? Không ha. Đó vậy nếu như giờ chữa cháy thì bằng cách này được này. Chữa cháy bằng cách này này. Rồi. Mở cái thằng contact này ra. Cái thằng nào bắt buộc phải có ta mà trừ. Nhớ là bắt buộc phải có mà ở dạng trừ. Thì ta đưa cái này ở lên trên của nó. Cái này là dạng trừ. Cái này dạng trừ. Cái này dần trừ. Và cái này dần trừ đúng không? Trên, nhớ là trên của cái đó. Rồi còn cái thằng này là không bắt buộc phải có thì ta bị đưa dấu gì? Câu hỏi. Rồi ta đi sang bên này. Ta đi sang bên cái thằng contact này. Các bạn design cái thằng này lại. Được chưa? Và design lại thì chú ý. Trong cái SQL nó cấm chúng ta design lại. Các bạn bỏ qua cái lồi này đi. Rồi. Và cái nào bắt buộc phải có này. Cái này bắt buộc phải có rồi đúng không? Vậy cái thằng này cũng bắt buộc phải có. Thằng này cũng bắt buộc phải có. Thằng này cũng bắt buộc phải có. Thằng này bắt buộc phải có. Ok. Và thằng này không bắt buộc phải có. Không thì ta check vào. Được chưa? Vậy design ta sửa lại đúng với thằng bên kia nhá. Ta lưu lại nhá. Ta lưu lại. Rồi lưu lại xong rồi. Nhưng thằng này nó không chạy được thì chú ý ta mở cái thằng này ra. Ta sẽ xóa đi cái này nha. Được chưa? Nhớ là xóa đi cái này thì nó mới chạy này. Xóa một tin này. Ok. Rồi. Còn một tin là luôn hả? À mất rồi. Vậy ta build lại nhá, ta build lại này. Ta build lại này. Ta build lại này. Và ta thực hiện chạy lại này. Cái thằng lồi này thì lồi thiết kế thôi, từ từ xử lý nhá. Lồi thiết kế thôi. Đấy, giờ các bạn thấy nó báo lồi hết chưa? Và các bạn thấy báo lồi tiếng Anh như tiếng Việt. Tiếng Anh ta cho Việt hóa nó đi. Việt hóa bằng cách như sau. Đây. Cái thằng này ta bảo là tên không được để trống. Error message. Và ta đưa vào đây dòng trừ. Họ tên không được để trống. Và ở đây tương tự như vậy. Những thằng giới thì ta chỉ cần sửa lại thôi. Thằng này đây. Thằng này nè. Thằng này. Ok. Wow. Nó phải cách ra. Cách ra. Ok. Cuối cùng thằng này. Cách ra. Và nó báo gì đây? thiếu một đống này. Rồi copy cái này xuống luôn ha. Đấy, copy mà copy sai là nguy hiểm như vậy đó. Ok. Hình như còn thiếu một thằng này nhỉ. À, thằng này cho trên. Cái này là nội dung. Nội dung. Còn cái này là tiêu đề. Rồi còn cái thằng này là email. Rồi sau này ta sẽ tư duy thêm là email là ràng buộc email, đúng không? Chứ ở đây ta chỉ nói chung chung là không được để trống. Vậy người ta nhập một ký từ nó vẫn gì? Vẫn cho mà, đúng chưa? Còn cái này là gì? Cái này là cho thằng này. Cái này mới cho là email này. Còn cái này là cho gì? Phone, điện thoại. Ok, tiêu đề. Rồi trở lại nhá, view lại này. Ta trở lại này, cái thực ra nó hay hơn không? Ấn cái này. Ôi, F5 cái đàn E. Chưa, Việt hóa chưa? Đây, Việt hóa hết rồi đây. Rồi giờ ta nhập liều vào này. Nhập liều vào này. Ta nhập liều vào này. Ta nhập liều vào, đủ hết chưa? Tất cả đủ chưa? Người ta thử một cái để trống nha. Thử cái để trống này, ấn này. Trừ cái này. Vậy ta nhập luôn đằng này này. Vậy ấn cái này. Vậy sao nó không được? Chắc chắn là có một cái thằng nào đó bắt buộc phải có nó rồi. Đúng chưa? À, xin lỗi. Không phải đâu. Đến cái chỗ này lấy gì liều ta đã lấy chưa thì nó lại chạy đến cái này tiếp, đúng không? Cái này tiếp thì nó lại quay sang bên kia thôi, view ra, được chưa? Vậy đến cái chỗ này ta sẽ thực hiện việc là làm gì? Việc làm gì? Lưu vào cơ sở dữ liệu, đúng chưa? Và ta có mấy trường thôi nào. Mà bạc nó có mấy trường? Vậy những cái trường còn lại ta sẽ làm như sau. Cái đối tượng mà ta đang có là đây đây này. Nhìn đối tượng mà ta đang có là đây đây này. Được chưa? Và cái đối tượng này có 5 thông tin bắt buộc phải có là nó có rồi này. Được chưa? Vậy còn những thông tin không bắt buộc phải có, mình nhập cho nó đủ này. Cái gì này nhỉ? Trạng thái này, đúng không? Trạng thái có nhập không? Tôi cho nó bằng 1 luôn đi. Rồi tiếp tục. Ngày tạo. Daytime chấm now. Xong. Người tạo. Cái này tôi chỉ lấy đái một người nào đó thôi, đúng không? Cái này đâu có login đâu. À, ta đã làm login chứ. Login thì nó mới cần ai là người tạo. Vậy tạo bởi ai? Và tạm thời tôi cho bằng 1 đi nhá, để nó khỏi bị lỗi. Contact chấm update add bằng daytime chấm now. Rồi tiếp tục. Contact chấm update by bằng 1. Ok. Vậy đây có 5 trường đúng không? Đây có 5 trường đúng không? Vậy ta quay lại này. Cái bảng này này. Design lại thằng này đi, design lại, mở ở chế độ design đi để ta nhìn cho nó dễ. Thằng contact chế độ design. Mấy này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 trường này là ta nhập từ form này, đúng chưa? Đúng không? ID thì nó tăng từ đồng lên nè, do vậy không cần nè, đúng không? Vậy còn lại là 1 2 3 4 5, 5 trường ta mới lấy nè, đúng không? Vậy trong entity framework lưu thì dùng cái lệnh gì? Vậy muốn biết nó lệnh gì thì bước đầu tiên ta sẽ tạo ra đối tượng database đã nè. shop quần áo .db content db bằng new db này. Đấy. Và muốn lưu thì giờ đây ta sẽ thực hiện lưu này. Được chưa? Insert, update. Cái gì nhỉ? Bảng y. Ta đang làm bảng y công tắc đúng không? Chấm nhi r sell à, lưu à, insert à, đâu thấy đâu. Rồi ta quay lại để coi này. Đây cái thằng này nó có đây này. Khi mà làm thì tôi nói luôn là ở đây là cái phần form này đúng không? Cái này tôi làm từ chỗ này xuống này đúng không? Chỗ này xuống này đúng không? Còn cái chỗ này chỉ cần đơn giản thế này thôi là lưu. Là db.tên.add. Đúng rồi. Vậy bài của chúng ta là .add. Đây .add chứ không phải .insert nhá. Và add cái gì? Add cái này. Rồi add đối tượng này vào trong cái công tắc. Và đây chỉ mới là cái lần đưa dữ liệu vào về dạng là dataset thôi. Đó vậy thì lần này mới thực sự là lệnh cập nhật dữ liệu vào database. Đây. Đây, cái lệnh này là lệnh lưu dữ liệu từ dataset xuống database. Cái lệnh này. Vậy lưu chỉ có hai lệnh này thôi. Ta thử đấy nha. Và khi mà lưu thành công rồi thì ta chuyển hướng trang hoặc là thông báo, đúng không? Và cái lệnh cuối cùng ở dưới này là chuyển hướng trang, return direct to action. Direct là chuyển hướng tới cái action. Được chưa? Đấy, vậy ở đây ta cũng chuyển hướng luôn đây. Gì nhỉ? Return redirect to nó có rất nhiều đây. Ta chuyển hướng trang theo nó đi là to action. Đây, mở ngoặc. Vậy action nó có 6 trường hợp chỉ định. Được chưa? Một là các bạn chỉ đốt tên action này thôi. Và action này nó hiểu là action của cái controller này luôn. Được chưa? Vậy ta chuyển về action có tên là gì? Index. Nếu ta muốn về trang chủ thì ta ghi sao nhỉ? Là gì? Phải thêm cái gì nữa? Controller nữa đúng không? Đấy, là dạng này nè. Controller đó. Được chưa? Các bạn chỉ rõ controller nào. Còn ở đây tôi chỉ quan tâm là nó action đến index của cái đối tượng này luôn thôi. Được chưa? Nó view lại. F5 à. Rồi ta thử đây lưu vào cơ sở liệu như này. Nếu mà cơ sở liều như này rồi trở lại nhá. Hồ Diên lời này, lời HD 1981 @yahoo.com, ví dụ như gmail.com nhé, gmail.com, điện thoại, rồi liên hệ, nội dung liên hệ gì đó. Ok, ấn nút gửi đấy, nó chạy qua đây lại đúng không? Rồi ta thử coi thử database có chưa. Cái này database ở đây và ta F5 lại ha. Có chưa? Có chưa? Có rồi, chứng tỏ nó lưu được vào database này nha. Hiểu vấn đề không? Đấy. Vậy đơn giản là như vậy thôi. Do vậy các bạn thấy trong cái bài của chúng ta có chỗ nào là request reform connection không? Và các bạn lại quay về PHP, các bạn lại để ý ở form bên kia mình ấn một cái rồi ra $, rồi ship gạch bot thì get gì đó đúng không? Rất là phức tạp. Vậy thằng này nó khuyên đi dạng hay này, có nghĩa là nó quay lại này, nói một chút xíu để ta hiểu vấn đề này. Đây, khi mà ta chạy liên hệ lên thì nó load form này lên, nó load form này thôi, nó load form này nhá, được chưa? Load form này khi các bạn nhập đều vào những ô này nè, những ô mà được khai báo này nè, đấy, thì dữ liệu nó được đưa vào mức độ, nó đưa vào mức độ. Và khi ta ấn submit một cái thì 5 cái trường bên này này, được chưa? 5 cái trường bên này này nó sẽ gửi về đây, nó được gửi về đây, hiểu đó, nó được gửi đến đây này. Và chú ý cái thằng này chỉ có được 5 thông tin thôi. Theo các bạn đúng 5 thông tin không? Có đúng 5 thông tin không? Trong bài chúng ta là 5 thông tin, nhưng trên thực tế là những thông tin còn lại là thông tin rộng, hiểu chưa? Đối tượng này phải là cái gì có phải là có, cái gì không có là rộng, đúng không? Vậy nếu như các bạn mà chỉ là trường trạng thái mà ở chế độ là không rộng mà các bạn này đưa rộng là bị lồi lên, không bao giờ qua đâu. Có vậy nguyên nhân là tại sao là những cái gì không nhập từ form thì tôi khuyên là nên để ý rộng. Nguyên nhân là cái thằng này nó lấy dữ liệu này, nhớ là đối tượng này nó đã ràng buộc là cái gì có thì đưa vào, cái gì không có thì không đưa vào. Vậy cái này là nó đưa vào toàn bộ luôn chứ không phải là nặng trường đâu nhá, hiểu vấn đề chưa? Nó đưa vào toàn bộ, nhưng những cái trường mà ta không nhập thì nó hiểu là gì? Rộng. Và đến cái chỗ này ta sẽ tự xử lý cho nó mất cái chức năng rộng đi, được chưa? Các bạn nếu như các bạn không đưa cái này thì nó có chạy không? Không đưa cái này nó có chạy không? Có chạy, nhưng bài toán của ta là sai rồi, đúng không? Tại vì bài viết thì phải có ai tạo, bài viết thì phải đi tạo lúc nào, đúng không? Các bạn không đưa thì nó vẫn chạy, nhưng những cái thằng này là rộng. Vậy khi ta quản lý thì ta không quản lý nữa, do vậy ta bị từng đưa thôi. Nghĩa là cái này là ta tự đưa, không đưa thì nó vẫn gì? Chạy, không đưa thì nó vẫn chạy. Ok. Đấy.